Xin chào mọi người nhá. Hôm nay theo chân vợ mình đi câu cá vào buổi chiều tối rồi, giờ đã 6 giờ tối rồi. Đang câu cá đây. Dạ kìa. Đi làm về chả có rau gì, xem có cái ao nhỏ nhỏ này xuống thả câu. Đây. Không nói to nhá, nói to cá nó không ăn đâu. Ngó gái có không? Thấy không? Ui xời. Xa mọi người nhá, không thấy. Ao này nông mà. Qua đầu nước, qua đầu gối thôi. Ao bên kia to hơn. Bên này một tí thôi. Cần có sắt. Hơi mờ tí nên buổi tối không được sáng. Chào mọi người cái nhỉ. Em bé này. Đây là cô vợ mình. Cô vợ của mình mặt rất sáng này. Đây sản phẩm này phải câu bằng lươn nhé, không có thì câu bằng lươn. Đấy. Được một con cá trê chỉ về hôm nay đã ui giật cá mình. Ai dạ, ra ngoài phải nhấc. Ôi ra ngoài thật được rồi em ơi ra ngoài. Ôi ra ngoài thật. Ai giờ bắt kiểu gì ta? Bắt kiểu gì bây giờ nhỉ? Nó không chọc cơ mà, cầm vào. Ôi, cái này không chọc, sao không chọc? Anh phải lên dùng bằng cái cặp cũng được. Cặp cái gì, lấy cái lá này này, cầm nó vào. Sau một thời gian vật lộn với em nó, giờ đã nằm ở trong này. Ui, chạm nó bật vậy. Cái này cá chê nhá, hai bên vây nó chọc người đau lắm ấy, ngứa lắm ấy, buốt. Đã nằm ở đây nha. Này kiểu gì thì có được cá chê nướng rồi. Đấy. Yeah. Có vịt nhỉ? À, nhà nuôi vịt nhá. Ở trong này. Đàn vịt này. Vịt là vịt bơ. Vịt bơ em nhỉ? Nhà mình có vịt bơ đúng không? Nhà mẹ. Đàn vịt bơ nhá. Câu chưa được con nào đi xem đàn vịt. Thì mình ăn cho ăn cho nhà mẹ ấy nhỉ? Bây giờ xin giới thiệu mọi người, đây là đang ở dưới nhà ông ngoại nhá, nhà bố mẹ vợ. Đấy, đây là nhà mình đây, vườn mảnh vườn nhỏ nhỏ này. Mai hai vợ chồng xuống hộ ông ngoại làm tí việc lặt vặt ở trong làm nương ở trong đồi cuốc hố trồng cây. Hôm nay buổi tối chả làm gì, đi về chưa có rau gì, vợ mình cuốc lươn ra ao. Chỗ này thì câu cá. Cuộc run. Này cuộc lươn nhầm nhỉ đấy. Mình dạ nói hay níu lưỡi này. Ao này thì chả thả cá gì đâu. Có mấy con cá chê với lại cái gì nhỉ? Chép à? Là 2-3 con chấm. Khoảng 4 cân thôi. Nhưng mà 2-3 bò bò nhỏ nhỏ mà chấm to phết đấy. Mà không câu được. Cái này phải lội xuống. Chài quăng mới được. Bắt đầu mọi người thấy không? Đấy, cái phao đỏ cho cái đen đen, cục đen kìa. Chấm khoảng 3-4 cân, cái này thì khó bắt lắm. Hôm nào mình cho chài cho một quăng. Đấy. Trời, 6 giờ đi ngủ rồi. Chỉ có rô phi thôi nhưng mà cá chép thì không ăn. Đây phải mình nhé. Mẹ chưa? Câu bằng cần câu mua nhá. Tại hôm qua không được gì không, hôm nay câu cá không ổn. Ngồi tí. Không có được con nào. Đấy. Pha rồi kia bắt đầu ấy. Mua cá chê này về ăn kiểu gì? Hả? sắp được rồi. Đấy, vợ mình ấy. Ui dồi, được chân dép. Mô một con cá chê hôm nay ăn nộm hay là ăn nướng hay là ăn lẩu mới được con này. Chắc ăn lẩu cá. Vậy vất vả không? Làm toát hết mồ hôi lưng này. Gớt thương lắm. Nè. Thương lắm. Gớt hết lưng này thương lắm. Đêm mày thương cho nhá. Thưởng quà nhá. Nha.
Phù. Đi ủng nhá, đi làm về anh thôi. Đây, mình đây. Đấy. Bộ xanh lét. Đâu rồi, dưới nước sao nghe thấy? Không có đuổi vịt xuống đâu. Anh làm về bộ quần áo, anh làm về hết. Đây bây giờ mình quay mình xem nhé. Đây, mình đây. Mà nó không cho mọi người xem này, cái mặt này. Đây. Tối nhá, mình tay mình tay cầm ăn tối mình đặt bật đèn flash ra nó hơi chói. Mấy bộ dạng. Đấy. Bớt hết mồ hôi thì cũng phải đơn giản đâu. Đấy, đấy, đấy. Đây mới thử quà cho em bé này. Thử một cá chê nhỉ. Thế là một con cá thử một con thôi. Thử hai con chắc không được rồi. Rồi, vào đây nhá. Đấy, này, tối rồi, người bên kia có áo. Bây giờ trời tối hơn 6 rưỡi rồi, nhưng mà hôm nay trời mưa nó không được sáng. Trời âm u lắm, đây mình đang mưa to đấy. Đấy, nhá. Nhanh, nhanh, nhanh. Từ. Cứ đừng con. Ui, vừa mãi nói chuyện quay bản thân mình này. Hôm nay vợ lại siêu sao đấy. Đi. Đi lên trên đi lên, bản năng vào ngoài giờ. Đấy, cho vào chậu đi. Để mà gần đây, em đến này nó bắn ra ngoài rồi. Cái cửa cá. Từ em ơi, từ qua đây à. Ui trời, cẩn thận cái vây nó lắc vào đầu nha, lắc vào tay đấy. Nửa cá này. Hết rồi. Cái này thì mì mô này mình cũng làm được, nhưng mà hôm nay vợ thi công mình cho vợ câu thôi. Mình là cameraman. Hai con, hôm nay là lẩu cá. Đã rồi, không đổ thì nó bắn, nước nó bật ra ngoài hết. Còn để nó cạn đấy. Con này thì vàng hơn. Ôi giời. Ao này nhiều cá chê nhỉ. Cái quả ao này có cá chê đấy. Nếu con chấm nó to thế mà rồi. Tối tầm này là câu cá chê được cái nhỉ em nhỉ? Đúng không? Nha. Đấy, thợ câu cái này là gọi là cần thủ. cần thủ nữ, cần thủ nam thì đang ngồi nói phét đây. Hai cá chê cứ câu đi, không đâu câu được nhiều, được mấy con đây mới thưởng mấy con cá đấy. Nhá. Hả? Thế nào? 4 con thưởng 4 con cá chê, 5 con thưởng 5 con, 1 con thưởng 1 con. cái chê nước. Mọi người mình hay nói tán phét tí thôi. Cho nó có cái độ phong trào mà có khí thế. Thật là hôm nay là câu được chương trình là mới nửa thôi. Để 2 con. Đây là cái bóng lươn á. Ôi. Lươn nhá. Lươn ở đâu? Run nhầm quá nhỉ, lươn để ăn thì mình nói sai quá. Cá chê là rất là nhiều mực câu, nhưng mà câu thử rút đây. Câu theo kiểu truyền thống là mình run nghe tanh tí nhưng mà được. Không có mồi câu như ở mọi người đi cần thủ đi câu kia đâu. Rồi đâu em cho cái cần dài ra. Cái cần rút ra, rút ra đi. Trên gọn kìa. Cái này rút kiểu gì cho nó căng được. Cứ hết tầm tay ấy đấm vào cá chê. Và bạn sẽ xoáy tí. Rồi, trên nữa. Cái ngọn nữa cơ. Cá chê đấy, ba con là có được đấy nhỉ. Dưới này bạn một tí. Rút lên. Đấy, lệch được bạn quá nó lệch cái dây. Ai già hôm nay cần thủ này câu được may thế nhỉ. Bỏ thêm câu nữa. Mà nói chuyện đâu. Đặt vật trôi nãy kìa, trôi trên kìa. Nó mới ra đấy, nó ăn ở ổ đấy mà. Quấn cái vào. Căng ra. Ổ chỗ nãy, chỗ chân kia. Em đứng chỗ ổ đâu, nó ổ cho nó. Đấy, lại tiếp tục một con nữa. Thôi không nói nhé. Mình không quay nữa. Mình nấu cơm nhé. Nấu cơm nhé. Ba người đúng không? Hai mấy con à? Ba hôm nay mình hai con. Tí mẹ về mẹ cho vịt, anh có biết cho được cái gì ăn đâu. Tí mẹ về mẹ cho vịt ăn đêm được mà, vịt nó thấy hết.
con vịt đi. Vâng. Bảo về. Thế lại chuẩn bị tắt camera điện thoại về rồi, vợ lại thêm một cá rô phi nữa. Đấy nhà. Đỏ nha. Mình theo mình về mình ấy, trời ơi, hôm nay là ăn món lẩu cá. Lẩu cá. Ôi đây 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 đây. Bảo rồi mà nó nước nhiều nó ra. Mình phải một cuốc mình nhấc lên. Em đổ nước đi, em ngồi kia thì ngồi kia nó bật ra nào em lại không để ý đâu. Thôi thế nhá. Cho nước vào, em về đổ đây. Nước đi nó chẳng nhảy ra. Đâu mà. Cạn nhăn này ở cái cạn nó mới không ra được. Cạn thế. Đã nhiều lần rồi. Nha, về nhá.